Ngày cuối cùng sau việc đồng loạt nói lời tạm biệt cố nghệ sĩ Vũ, trên trang cá nhân của mình, các sao Việt đồng loạt đăng tải status, chia sẻ kỷ niệm và nói lời cuối cùng với cố nghệ sĩ Vũ. Nhiều sao Việt vì ở xa hay địch chạy show không về kịp, đều đã gửi lời tiễn biệt người bạn, người đồng nghiệp của mình, cố nghệ sĩ Vũ, thông qua trang cá nhân Facebook. Đi kèm dòng chia sẻ đầy xúc động là những hình ảnh đẹp của cố nghệ sĩ Vũ. Dù anh đã ra đi, nhưng hình ảnh thân thiện, sự chân tình và tận tâm với nghề mãi mãi trong tâm trí đồng nghiệp và khán giả. Mâm cơm đêm qua, ngay chỗ em ngồi trang điểm mỗi đêm trước xuất diễn, chớp mắt là đã sáng, chia tay thật rồi Vũ ơi. Bạn bè và khán giả mộ điều của em thật đông, em thật hạnh phúc đúng không nè? Nhớ là khi về được với tổ nghiệp là phải xin tổ phù hộ cho sân khấu luôn sáng đèn nha. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, những người ở lại vẫn phải buông chạy để tồn tại và cuộc sống phải trở lại bình thường. Mọi thứ sẽ dần phôi pha, nhưng chị nghĩ sân khấu của mình khó quên được em lắm, nhất là khi bước vào phòng hóa trang. Gần 20 năm chỗ ngồi đó là của em mỗi đêm, vĩnh biệt Vũ của chị. Chị phải trở lại công việc thường ngày rồi, phù hộ cho chị khỏe mạnh nha em. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói lời vĩnh biệt người em thân thiết của mình. Thân Thí Hà, đêm nào cũng dõi theo thông tin về đám tang anh diễn ra thế nào vì con em còn nhỏ không thể tới thắp nén nhang cho anh. Đêm nay là đêm cuối anh ở bên gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu thương anh rồi. Rồi mai anh về với đất mẹ yên nghỉ nơi không có những muộn phiền lo toan bệnh tật và mất ngủ nữa nha anh. Ngủ một giấc ngon và thật dài. Những người ở lại sẽ luôn thương và nhớ đến anh đi thanh thản nha. Thân Thúy Hà cho biết vì con gái còn nhỏ nên không thể đến viếng cố nghệ sĩ anh Vũ. Cô mong người anh của mình ra đi thanh thản. Phi Oanh, những ước nguyện của anh phần nào cũng đã thành hiện thực, hãy an tâm yên nghỉ anh nhé. Hai chị em đến thăm anh lần cuối, tạm biệt anh. Ca sĩ Phi Oanh mong cố nghệ sĩ anh Vũ yên nghỉ và hy vọng mọi ước nguyện lúc sinh thời của anh thành sự thật. Kiều Trinh tiếc nuối khi không gặp được anh Vũ lần cuối, không thể về tiễn anh lần cuối, anh ra đi thanh thản, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Minh Luân, đừng vướng bận gì nơi trần thế nữa, cứ ra đi thanh thản anh nhé. Minh Luân đã có mặt vào sáng nay tiễn cố nghệ sĩ anh Vũ về với đất mẹ. Kylie, tạm biệt anh trai, đi vui vẻ nha, an lòng nha, không vướng bận điều gì nữa nha. Nguyện anh được về với Phật, hãy đi và cười thật tươi như thế này nhé anh. Vợ chồng Kylie và Thanh Duy đang lưu diễn nước ngoài nên chỉ có thể tham dự lễ tang của anh Vũ tại nước ngoài. Người dân đổ ra đường đông nghẹt tiễn đưa linh của anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi chính thức trở về Việt Nam vào trưa 9 tháng 4, thi thể cố nghệ sĩ anh Vũ đưa thẳng tới chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để làm lễ tang. Trong 3 ngày từ 9 cho đến 11 tháng 4, gia đình tổ chức lễ viếng cho anh Vũ tại chùa. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cũng như người dân đã tới thắp nén nhang nói lời tạm biệt nam diễn viên tài hoa bạc mệnh. Thi thể anh Vũ tại chùa Ấn Quang. Đông đảo đồng nghiệp, người dân đã đến viếng cố nghệ sĩ trong sự tiếc thương vô hạn. Như thông báo từ trước đó, sau 3 ngày làm lễ viếng, lễ động quan cố nghệ sĩ Vũ đã được diễn ra vào sáng hôm nay, tức 12 tháng 4, để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ động quan diễn ra vào 6 giờ sáng, sau đó thi thể anh Vũ được di chuyển đi qua nhà riêng để nam nghệ sĩ nhìn lại mái ấm. Cuối cùng linh cữu được an táng tại nghĩa trang quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Hồng Vân, Minh Nhí, Á hậu Trịnh Kim Chi, MC Thanh Bạch là những người có mặt tại chùa từ rất sớm. Hơn 5 giờ sáng, gia đình nói lời cảm ơn và đọc kinh tiễn đưa anh Vũ. Khoảng 6 giờ sáng, linh của anh Vũ được di chuyển từ chùa ra đường lớn. Hàng trăm người dân vây kín hai bên đường để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình và các nghệ sĩ lặng người, bật khóc xúc động trong lễ di quan anh Vũ. Lễ di quan để đưa thi hài anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra vào sáng hôm nay, 12 tháng 4. Sáng 12 tháng 4 hôm nay, gia đình đã thực hiện nghi thức động quan và di quan cho nghệ sĩ anh Vũ vào lúc 6 giờ. Đến 8 giờ, lễ an táng được diễn ra tại nghĩa trang Phúc An Quyên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, người dân và bạn bè đã tập trung khá đông trước chùa Ấn Quang để đọc kinh cầu nguyện và thắp nén hương tiễn nghệ sĩ anh Vũ lên đường. Ngoài đám đông hiếu kỳ như thường lệ, không khí tang thương đã bao trùm khắp khu vực diễn ra tang lễ của nghệ sĩ tại chùa Ấn Quang. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, MC Thanh Bạch cùng các đồng nghiệp thân thiết và gia đình anh Vũ đều không giấu được đau buồn trong những giờ phút cuối cùng này.
Gần 6 giờ sáng, em trai anh Vũ đại diện gia đình làm các nghi lễ cuối cùng để chuẩn bị cho lễ động quan. Nghệ sĩ nhân Hồng Vân có mặt từ sáng sớm lặng người trước linh cữu anh Vũ. Nghệ sĩ Hồng Tơ đứng một góc trong khu vực tổ chức tang lễ. MC Thanh Bạch đọc điếu văn nghệ sĩ anh Vũ. Khắc linh cữu anh Vũ được đưa ra khỏi chùa Ấn Quang để về nơi an táng đã khiến đồng nghiệp gia đình vô cùng tiếc thương. Mặc dù mỗi người đều kìm nén xúc động để không bật khóc quá nhiều, nhưng ai cũng nén lau nước mắt vì đau xót. Chị gái anh Vũ khóc nghẹn bên linh cữu, nghệ sĩ Minh Nhí rơi nước mắt đứng không vững trong giây phút di quan. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, ca sĩ Phương Thanh. Linh cữu nghệ sĩ anh Vũ đã được đưa an táng tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, khu vực cảnh quan chùa Ấn Quang tắc nghẽn vì lượng người đổ về theo dõi tang lễ quá đông. Sau mẹ ruột thì người đau đớn nhất về sự ra đi của anh Vũ không ai khác chính là Hồng Vân. Bình thường tôi đã nể chị Hồng Vân, nhưng qua hành động của chị Vân với anh Vũ tôi còn nể hơn. Đó là cách hành xử của một người chị lớn mà không dễ ai làm được, Quốc Thuận chia sẻ. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ anh Vũ đã làm đau lòng không ít người. Trước đó anh vẫn đi diễn bình thường, dẫu có biểu hiện mệt mỏi và mất ngủ triền miên, bởi không có một dấu hiệu nào báo trước về sự ra đi của anh, nên ai cũng bàng hoàng sửng sốt và xót xa. Nhất là khi anh tha phương trên đất khách quê người, trong khi tất cả mọi người đều hoang mang, có thể đưa anh Vũ về Việt Nam không? Làm thế nào để đưa anh Vũ về? Thủ tục thế nào? Ai làm? Tiền nong thì sao? Có hàng trăm câu hỏi, hàng trăm vấn đề như thế được đặt ra trong các cuộc điện thoại, bàn bạc của gia đình với anh em nghệ sĩ trong nước và cả bạn bè của anh Vũ nước ngoài. Trong lúc gia đình bối rối nhất thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được sự cậy nhờ từ gia đình đã chủ động đứng ra lo liệu mọi việc. Thay vì ngồi khóc lóc như nhiều người, chị hành động. Một mặt Hồng Vân đăng ngay status vào buổi sáng cùng ngày khi hay tin anh Vũ mất, kêu gọi đồng nghiệp khán giả những ai yêu mến anh Vũ quyên góp tiền để đưa anh Vũ về Việt Nam. Mặt khác, Hồng Vân thường xuyên liên lạc với ca sĩ Lê Ông Vũ, người bạn thân thiết nhất với anh Vũ ở Mỹ, nhờ Lê Ông Hoài Tâm và Andy Thái Nguyễn lãnh giấy ủy quyền từ gia đình lo mọi thủ tục giấy tờ cần thiết với cảnh sát để bằng mọi cách phải đưa được anh Vũ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Khi thi hài anh Vũ được đưa về Việt Nam, cũng chính Hồng Vân là người được gia đình tin tưởng đứng ra lo liệu tang lễ. Những hình ảnh của Hồng Vân trong suốt mấy ngày diễn ra đám tang anh Vũ khiến nhiều người xúc động, mắt đỏ hoe, sưng bụp vì khóc nhiều, nhưng chị vẫn giữ một thái độ bình tĩnh để công việc cuối cùng cho người em thân thiết được trọn vẹn chu toàn. Để ở nơi chín suối, hương hồn anh Vũ được mỉm cười thanh thản và ấm lòng. Tất cả những việc làm của Hồng Vân đều được mọi người ghi nhận và cảm kích. Ca sĩ Hồ Lệ Thu bày tỏ, nghệ sĩ là những người sống thiên về cảm xúc và trái tim nhiều nhất. Họ cũng là những người có điều kiện để làm những việc như kêu gọi quyên góp để giúp nhau. Tuy nhiên, hội tụ điều kiện là một chuyện, còn trái tim mới quan trọng. Không riêng gì anh Vũ mà khi có bất kỳ nghệ sĩ nào gặp chuyện, trong giới showbiz đều có người đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho nghệ sĩ đó. Nhưng những việc làm của chị Hồng Vân đối với anh Vũ, nó không chỉ là tình nghệ sĩ nữa, mà đó là tình chị em thật sự. Diễn viên Đào Vân Anh bộc bạch, khi tôi đầu quân về sân khấu kịch Phú Nhuận là đã thấy anh Vũ và chị Hồng Vân thân thiết như chị em trong nhà. Anh Vũ sai thì chị Vân chửi ngay, dĩ nhiên là chửi để bảo, để dạy cho em tốt hơn. Còn anh Vũ có chuyện gì thì người đầu tiên anh ấy gọi là chị Hồng Vân. Bởi thế, xét về tình cảm, chị Hồng Vân giống như một người chị ruột của anh Vũ vậy. Gia đình anh Vũ neo người, bố mẹ già cả, hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn, nên khi anh Vũ mất, tôi chắc chắn 100% chị Hồng Vân sẽ là người đứng ra lo liệu mọi việc. Không chỉ chị Hồng Vân mà cả sân khấu kịch Phú Nhuận, các anh chị em diễn viên, không ai bảo ai, tất cả đều nháo nhào lo chung. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, mỗi người một tay chân để lo cho đám tang anh Vũ chu đáo. Ngay sau khi anh Vũ đã mất, chị Hồng Vân cho sân khấu ngừng diễn một tuần. Dù biết chắc chắn là chị Hồng Vân sẽ làm thế, nhưng tôi vẫn bị cảm kích. Chị Hồng Vân bận việc khủng khiếp nhưng vẫn lo hết mọi thứ, từ liên lạc làm việc với bạn bè anh Vũ nước ngoài hàng ngày đến gặp gia đình bàn bạc cụ thể tang lễ, cốt làm sao để đưa anh Vũ về và lo cho anh Vũ được ấm áp nhất. Tuy anh Vũ mất đi là sự mất mát lớn đối với đồng nghiệp và khán giả, bởi anh ra đi lúc còn nhiều dang dở, còn nhiều mong muốn chưa thực hiện được, nhưng bên cạnh đó có quá nhiều khán giả đồng nghiệp yêu thương anh, đặc biệt trong đó là tấm lòng của chị Hồng Vân, chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm. Đạo diễn Quốc Thuận cũng chia sẻ, tôi chắc chắn rằng sau mẹ của anh Vũ thì người đau đớn nhất vì cái chết của anh Vũ là chị Hồng Vân, chứ không phải ai khác. Có lẽ những việc chị Hồng Vân làm xuất phát từ tình thương, từ sự quá thân thiết và coi anh Vũ như một người em ruột. Anh Vũ mất đi, khi vẫn tha phương trên đất khách, chắc chắn anh ấy cũng mong được về quê nhà. Và chị Hồng Vân thay vì khóc than thì đứng ra lo lắng mọi việc để cho anh Vũ được toại nguyện. Bình thường tôi đã nể chị Hồng Vân, nhưng qua hành động này tôi còn nể chị ấy hơn. Đó là cách hành xử của một người chị lớn mà không dễ ai làm được.
Xúc động lời chào cuối cùng của Hồng Vân với nghệ sĩ Anh Vũ, phù hộ cho chị khỏe mạnh nhé em. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là người rất linh của anh Vũ. Sáng 12 tháng 4, gia đình đã thực hiện nghi thức động quan và di quan cho nghệ sĩ Anh Vũ vào lúc 6 giờ. Đến 8 giờ lễ an táng được diễn ra tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9. Từ sáng sớm, người dân và bạn bè đã tập trung khá đông trước chùa Ấn Quang để đọc kinh cầu nguyện và thắp nén hương tiễn nghệ sĩ Anh Vũ lên đường. Không khí tang thương đã bao trùm khắp khu vực diễn ra chùa Ấn Quang. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thay mặt gia đình đến nghĩa trang đầu tiên, chị trao đổi kỹ lưỡng với ban quản lý nghĩa trang, kiểm tra lại huyệt mộ của anh Vũ trước khi xe tang tới. Nghệ sĩ Minh Nhí cùng các đồng nghiệp thân thiết và gia đình anh Vũ đều không giấu được đau buồn trong những giờ phút cuối cùng này. Khoảnh khắc linh cữu anh Vũ được đưa ra khỏi chùa Ấn Quang để về nơi an táng đã khiến đồng nghiệp gia đình vô cùng tiếc thương. Trên Facebook cá nhân mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ giàu cảm xúc nghẹn ngào với cố nghệ sĩ anh Vũ. Mâm cơm đêm qua ngay chỗ em ngồi trang điểm mỗi đêm trước xuất diễn, chớp mắt là đã sáng. Chia tay thật rồi Vũ ơi, bạn bè và khán giả mộ điệu của em thật đông, em thật hạnh phúc đúng không? Nhớ là khi về được với tổ nghiệp rồi là phải xin tổ phù hộ cho sân khấu luôn sáng đèn nha bé. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và những người ở lại vẫn phải bươn trải để tồn tại và cuộc sống phải trở lại bình thường. Mọi thứ sẽ dần phôi pha, nhưng chị nghĩ sân khấu của mình khó quên được em lắm, nhất là khi bước vào phòng hóa trang. Gần 20 năm chỗ ngồi đó là của em mỗi đêm, vĩnh biệt em Vũ của chị. Chị phải trở lại công việc thường ngày rồi, phù hộ cho chị khỏe mạnh nha em. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lặng người trước linh cữu anh Vũ. Tối qua Hồng Vân và tập thể diễn viên làm mâm cơm tổ chức thắp nhang cho nghệ sĩ anh Vũ ngay tại sân khấu Super Bowl.